23 năm trước, vào ngày 20 tháng 7, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tả Ác đã phát động cuộc bức hại toàn diện chưa từng có tiền lệ đối với Pháp Luân Công. 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công thiện lương không sợ hãi trước cuộc đàn áp do Trung Cộng thao túng cả bộ máy nhà nước gây ra. Họ giữ vững nguyên tắc tu luyện chân thiện nhẫn và kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa, lý tính, soạn ra những khúc nhạc, những tác phẩm xúc động lòng người. Năm nay là tròn 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. Những ngày này, các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức meeting, diễu hành, thắp nến tưởng niệm, biểu diễn các bài công pháp và nhiều hoạt động khác, qua đó giúp mọi người thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 10 tháng 7 năm 2022, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đến từ New York đã tụ họp tại khu phố tàu ở Manhattan để diễu hành kỷ niệm 23 năm phản bức hại. Đội ngũ diễu hành chia thành 3 đội lớn. Đội dẫn đầu là Thiên Quốc Nhạc Đoàn Pháp Luân Đại Pháp, khí thế mạnh mẽ, đã trình diễn các tác phẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, bài ca thần thánh, Pháp Luân Thánh Vương, âm nhạc vang vọng khắp nơi ở khu phố tàu. Lúc này chúng tôi đang ở khu phố người Hoa, tôi cảm thấy rất vui, sự kiện này có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi giúp một số người Hoa Kiều và cả một số khách du lịch thấy được Pháp Luân Công hoàn toàn khác với những gì Trung Cộng tuyên truyền. Ngày 8 tháng 7, học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc đã tổ chức meeting. Chủ đề của cuộc meeting là chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, giải thể Trung Cộng, kết thúc cuộc bức hại. Nhiều vị khách quý đã tới ủng hộ và lên án tội ác vô nhân tính của Trung Cộng, kêu gọi người dân trên toàn thế giới cùng nỗ lực yêu cầu Trung Cộng lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Trung Cộng e sợ người dân, e sợ dư luận của công chúng. Nó giống như một tên tội phạm đang sợ hãi vậy. Khi bạn chiếu rọi ánh sáng vào chỗ ẩn nấp tối tăm của tội phạm, hắn chắc chắn sẽ sợ hãi, bởi vì hắn đã bị phát hiện. Trung Cộng chính là giống như tên tội phạm sợ bị phơi bày ra ánh sáng vậy. Chiều ngày 16 tháng 7, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc, bất chấp nóng nực, đã tổ chức cuộc đại diễu hành xuất phát từ tòa thị chính Đài Bắc. Người dân đều bày tỏ sự ủng hộ và cảm phục. Phải chấm dứt, bởi vì mỗi người dân đều bình đẳng, các tín ngưỡng tôn giáo cũng như vậy, vì xã hội đã rất văn minh, họ vốn dĩ nên được bình đẳng. Trong cuộc bức hại tàn khốc kéo dài tới 23 năm, điều đáng phẫn nộ nhất là Trung Cộng thậm chí còn điên cuồng mổ cấp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để thu về lợi nhuận khổng lồ. Ông Mark Thomas, giáo sư chính trị học tại Đại học LaSalle, Philadelphia tại Hoa Kỳ, trong cuộc meeting phản bức hại tại Philadelphia vào ngày 16 tháng 7, đã kịch liệt lên án nạn thu hoạch nội tạng của Trung Cộng. Loại cực hình này phải chấm dứt ngay lập tức. Chúng ta không thể giả bộ như không biết, giả bộ như không thấy. Những người bạn của chúng ta đang chịu đựng sự đau đớn. Khi một bộ phận trên cơ thể chúng ta bị thương, toàn bộ cơ thể đều sẽ đau đớn. Ông Hàn Tuấn Thanh, cha của Hoàn Vũ, một học viên Pháp Luân Công đến từ Bắc Kinh, vào tháng 2 năm 2004 đã bị Trung Cộng bắt cóc phi pháp. Ngày 4 tháng 5 đột nhiên tử vong, khoang bụng bị khoét rỗng. Gia đình ông nghi ngờ rằng ông đã bị mổ cướp nội tạng. Vết mổ bắt đầu từ cổ họng cho tới phần bụng. Khi dùng tay chạm vào, liền phát hiện trong bụng là một khối băng cứng. Cuộc bức hại tàn khốc đó đến nay vẫn chưa dừng lại. Theo trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp, trong nửa đầu năm 2022, ít nhất 92 học viên Pháp Luân Công đã bị Trung Cộng bức hại mà chết oan, 366 người bị kết án phi pháp, 2.707 người bị quấy rối và bắt cóc.